Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang quay trở lại với bãi kiểng của anh Đức ở Lấp Vò Đồng Tháp nha quý cô chú. Tiếp tục giao lưu cùng cô chú anh chị mình, hôm nay thì có 9 cây mai vàng thành phẩm để mình chơi Tết luôn cô chú anh chị ha. Hàng tầm trung nha quý cô chú. Trước khi vào clip thì ở vườn của anh em quay sơ một vòng cho cô chú anh chị mình xem nha. Có một số cây mai tàn rất là đẹp luôn hết quý cô chú. Dạ, em xin phép được vào clip giới thiệu mai hôm nay của anh Đức luôn cô chú anh chị nha. Dạ, đây là một số cây mai thành phẩm mà xíu nữa anh Đức sẽ giao lưu cùng quý cô chú anh chị nha. Cây tàn được chỉnh sửa đều đẹp để mình chuẩn bị chơi Tết luôn hết quý cô chú. Cây thì nốt nụ cũng khá là nhiều nha. Cô chú anh chị xem clip thấy ân ý cây mai nào thì mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Đức theo với cô chú anh chị. Rồi, em xin phép được vào clip giới thiệu mai hôm nay của anh Đức luôn quý cô chú nha. Em xin chào anh Đức ơi. Rồi em chào chị Phương ơi. Dạ con chào cô chú anh chị mình gần xa trên mọi miền Tổ quốc nha cô chú anh chị. Thì con chúc cô chú anh chị mình một ngày mới được nhiều niềm vui, tràn đầy sức khỏe nha cô chú anh chị. Hôm nay thì con cảm ơn cô chú anh chị mình trong mấy clip vừa rồi thì ủng hộ cho anh Đức cũng rất là nhiệt tình. Thì hôm nay con tiếp tục giao lưu cùng cô chú anh chị nằm mình một lô mai thành phẩm có chỉnh sửa nha cô chú anh chị. Vừa gồm 9 cây. Thì con hôm nay con đăng lô luôn cô chú anh chị ơi, đăng lô 9 cây mai này luôn để giao lưu cùng cô chú anh chị mình lô nha cô chú anh chị. Rồi để không mất thời gian con chia sẻ từ cây số 1 tới cây số 9 thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Cây này thì nói chung ra tàn mình chơi một năm nay mình rút tàn lại thì nó đặt lại nghe cô chú chị hơi lỏng nha. Cây mã số 1 con lô luôn nha cô chú. Con mua lô xô thì con bán xô luôn cô chú anh chị ơi. Rồi 34 cô chú ơi, điểm này là 34 nha. Rồi con hạo nới dưới này tí xíu nha cô chú. 42 cô chú ơi, 42 nó hình trong cái chậu lọt lòng. 59 nha cô chú. Cao em nó là 89, trái ngang là 95. Rồi con quay một vòng cho cô chú anh chị mình, nó quái quái nha cô chú. Thì những cái lỗi này là con gì xử lý hết rồi cô chú anh chị mình cứ yên tâm không ngục nha. Để nó ra dài đều nha cô chú, nhưng mà nó quái quái cô chú ơi, lùng lực nha. Này mình năm nay mình chơi rồi mình rút chân cành lại qua năm là tàn nó đặt lại nghe cô chú. Rồi mã số 1. Lùng lực. Đất này cũng chơi hoa được rồi. Có hoa nghe cô chú, có nụ nha. Đang đi nụ cô chú, đang xử lý nụ nha. Rồi cây mã số 1. Rồi tiếp theo là cây mã số 2. Nói chung ra hàng này là hàng nguyên thủy nha cô chú anh chị, hàng nguyên thủy không ghép nha. Tay chia cành đủ hết cô chú anh chị. Rồi con đưa thông số cho cô chú mình tham khảo nha. Ngay điểm này 35 nha cô chú anh chị. Dạ, 35. Rồi con chịch xuống tí xíu cho cô chú anh chị mình tham khảo đi. Chứ mà 39 cô chú, ngay điểm này. Dạ. Hình lọt lòng cái chậu là 76, 75 nha cô chú. Chiều cao em nó là 1,5 m. Tới ngang em nó là 1,2 m nha cô chú. Mã số 2, thông số thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha cô chú, con chia sẻ rất rõ nét nha. Cứ yên tâm về thông số cô chú anh chị. Và chi cành vô dây nhạo hết nhìn rất là đẹp cây nha cô chú anh chị. Cây này thì nó liền cây nha cô chú. Nó chỉ có cái mặt cắt trên đỉnh nó thôi, nhưng mà cây này là nuôi trên 3 năm rồi. Dạ. Không một bọng gì hết nha cô chú. Rất là liền cây. Một cốt luôn nha quý cô chú anh chị. Một cốt. Cây mã số 2, rồi khi anh đó chú. Rồi cây này là cây mã số 2 nha cô chú. Dạ, cây mã số 2. Dạ. Dạ, cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cây mã số 3, cây này có dáng siêu siêu nha. Siêu nha, phong hơi nha cô chú. Nhưng mà nó cũng lực lắm. Cây nó liền cây lắm nha cô chú. Đặc biệt là cây nó già, cây này nó già nuông nha cô chú.
Đế thì nó có đủ hết cô chú anh chị, con không có thay thác nha. Đây, nó đều hết, bỏ đều hết nha cô chú. Nó già luôn cô chú ơi. Cái củ này nhìn hả? Cái này con không có báo là xù nu gì hết nha cô chú. Nó báo già cây thôi. Rồi đưa thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo ngay điểm này nha. 35 nha cô chú. Dạ. Hạ xuống cái củ nở như này. 41 cô chú ơi. Dạ. Cây này nó đẹp nha cô chú, dáng đẹp nha. Rồi tán ngang của nó là 1m1. Chiều cao em nó là 1m05 nha cô chú. Cây mã số 3. Cây khá đẹp cô chú. Cây này Tết nay là chơi bông đẹp nha. Cái này là mai ghiên nha cô chú. Bông là 5-9 cánh nha cô chú. Lúc nụ là quá trời luôn nha. Đó. Nhiều lắm. Đặc tàng luôn cô chú ơi. Nhìn ngoài cây có hồn lắm nha. Cây mã số 3 đẹp nha cô chú. Ba cây từ tàn tới đế thì cũng ok hết nha cô chú chị nha. Rất lực. Tiếp theo là cây mã số 4 nha. Rồi cây số 4. Cây số 4 này nó cũng hơi quái quái thôi cô chú ơi. Nó hơi quái quái thì bộ đế nó như quái quái thôi nha cô chú. Chứ không phải thú gì hết nha. Trực, cây trực. Cũng là hàng bonsai chỉnh sửa. Đây có cái này về xử lý không kịp nha cô chú, nhưng mà không có mục bọng gì hết. Này đấy, ví dụ cô chú anh chị mình mà thiện chí chốt thì con xử lý con tha keo rồi con sẽ dán giấy bạc lại cho cô chú. Dạ. Cây này chân cành thì khách nó là nuôi cũng 3 năm rồi cô chú. Rồi điểm này là 31 nha cô chú. Dạ 31. Đường kính bầu là 65. Lọt lòng chậu nha, lọt lòng chậu nha cô chú. Cao là 1m15. Tán ngang là 1m1 nha cô chú. Cây mã số 4. Một cây trực quân tử nha cô chú. Nó có hai mặt thẹo nha, thẹo mà cắt trên với thẹo ở dưới nha cô chú. Dạ, cây cũng đang ôm nụ chơi Tết thôi nha cô chú chị nha. Chính cây này là đều có nụ Tết nó treo hoa nha. Đón xuân năm 2021 cô chú ơi. 22. Dạ rồi một cây trực ha, mã số số 4. Mã số 4. Dạ. Chờ em đổi cây luôn anh ha. Rồi. Rồi sang cây số 5 nha cô chú. Mã số 5. Rồi cây số 5 vô. Rồi cây số 5 nha cô chú. Dạ, mã số 5 này cũng là một cốt luôn cô chú anh chị nha. Dáng nó hơi siêu hơi nhìn cây khém nha cô chú. Dáng hơi siêu hơi nó như nhìn cũng như là dáng thú nha cô chú, nhưng mà con không có nói là thú nha. Rất là lực cô chú. Thì cái lỗi của nó là những cái mặt cắt đỉnh thôi nha cô chú. Nó liền hết cô chú ơi. Rồi. Cái này đế cũ. Đưa thông số nha, cây mã số 5 nha cô chú. Con đo ngay điểm này đi, 34 cô chú ơi. Con đo xuống tí xíu nữa nở cho cô chú mình tham khảo ngay điểm này là 41. Con đo theo kiểu này là 59. Cái này thoát thân nó 44. Cao em nó 1m6 nha cô chú. Cao 1m6. Tán ngang của nó 1m1. Em mã số 5. Cây bộ đế nó liền lực nha cô chú. Mã số 5. Cây mã số 5. Cây này vàng xương cũng ok lắm nha cô chú. Vàng xương cũng ok. Nụ thì đang đi nụ là chuẩn bị đón xuân. Nước lụ khá là nhiều ha, cây là kịp tết đang xử lý nụ nha cô chú. Dạ. Hàng này mình chơi ta gọn về cô chú chị mình tông. Rồi cây mã số 5 nha cô chú. Rồi mã số 5. Rồi tiếp theo là một cây mã số anh chủ sẽ báo giá cho cô chú anh chị ở cây thứ 9 nha cô chú nha. Mã số 6 nha cô chú. Dạ. Mã số 6. Cái này thì tàn nó cũng hơi rau gạo hay trắng, nhưng mà cô chú anh chị mình chơi năm nay qua năm mình rút chân cành lại mình tạo tán đặt lại nha cô chú. Nó cũng như cái này thì nó cũng như cái dáng lông vậy thôi, mà không phải dáng lông mà này dáng giống quỳ trực quỳ. Đây cô chú anh chị mình thấy cái bệ đế bên đây nha. Cây thì nó đế cũng khá lắm nha, nó già nua hết nha cô chú chứ không phải. Rồi bên đó thì đế khá, còn bên đây thì trống. Bên này chống đế.
Rồi điểm này là 26 cô chú ơi. Dạ. Rồi con đưa ảnh dài tí xíu đi, chứng minh đây đi. Cái gì mình chia sẻ rõ nét nha, là 16 nha cô chú. Dạ. Thốt thân em nó là 35. Chiều cao em nó là 1m7 nha cô chú. Tắt ngang là 95 cô chú ơi. Nói chung ra những hàng này chỉ chín, cây này là Tết này là đi đón xuân hết nha cô chú. Đây là cái lỗi này không có bọng nha cô chú. Không có bọng nha. Dạ. Đều hết trơn cô chú. Cây mã số 6. Dạ rồi. Rồi ok. Xuống cây. Rồi tới cây mã số 7. Rồi một cây mai vàng mã số 7 nha. Cây này cũng quái luôn cô chú ơi. Cái này cũng quái luôn, cái chân cũng nó như cái cây sầu con liếp gồi á cô chú, như cái quái quái gì đó nha. Cây này cũng không phải là sầu nha cô chú, chỉ là nổi lên thôi, nổi lên thôi chứ mình không có nói bác sầu. Cũng là trực quân tử nhưng mà để nó quái nó liền. Rồi con đưa thông số cho cô chú chị mình tham khảo nha. Rồi điểm này 31 cô chú ơi. Rồi tổng này đi 48 nha cô chú. Dạ. Đưa cái chân triệu cho cô chú anh chị mình một chân bên đây tham khảo. 29 nha cô chú. Dạ. Rồi cái này nó thấp thân là 35. Dạ. Cao là 1m6. Tới ngang em nó là 1m1 nha cô chú. Dạ. Cái này lọt lòng chậu là 75. Cây mã số 7. Số 7 hả? Số 7 rồi cô chú ơi. Số 7. Số 8 là mã số 7 nha cô chú. Dạ. Cây này cũng nhắn trực một cốt luôn nha cô chú. Trực quân tử luôn cô chú ơi. Cây chân cành nó đều hết, bỏ đều hết cô chú. Bông thì Đức cũng chưa có thấy nhưng mà chủ nhà cũng có báo là 5 tới 9 cánh nhưng mà con thấy cái lá nó cũng đẹp bự nha, to nha cô chú. Cây thì rất khỏe. Rồi cái mã số 8 là một cây đổ nha cô chú. Một cây đổ nha. Chị Thanh chịu khó quay chia sẻ giùm cho cô chú anh chị một cây đổ nha cô chú. Này vì ông chủ nhà này ông vô cái chậu này thắt thế cô chú ơi. Đổ mà phải chơi cái chậu cao để cái đôn. Cái này chân cành cũng hay bị lỏng nhưng mà về mình chơi năm nay qua năm mình rút chân cành lại tạo tàn lại cho đặc nha cô chú. Rồi một cây đổ. Chia cành có đủ rồi, mình chỉ qua năm mình rút lại cho nó đặt tàn thôi, tạo tàn đặt thôi. Dạ. Nó khéo, nó già cây lắm nha cô chú. Này hàng này cũng hào hào thôi cô chú ơi. Đối với Đức 1, 2 phân thì nói chung ra mình cũng không gì nha cô chú. 10, 20 điểm này cô chú ơi. Dạ. Đế, bộ đế nó quái nè, chưa vệ sinh luôn cô chú. Mấy năm gì. Xui theo cái dáng độ dạ. Cô chú. Chưa vệ sinh luôn. Nó có cái cò rất là khéo nha cô chú. Thì cái này mà hôm nay mình chơi không gịch nhưng mà qua năm cô chú anh chị mình rút chân cành lại tạo lại là ok. Rồi con sẽ đo cái đổ xuống cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Cái chậu gió cao á cô chú. Dạ. Rồi đổ từ điểm này tới điểm này là 79 nha cô chú. Dạ. 79. Cái này Tết có bông nha cô chú. Cây mã số 8, một cây đổ. Cây dáng đổ này mã số 8 nha rồi. Cô chú. Đế quá lắm cô chú ơi. Đế gối luôn. Chưa có vệ sinh gì hết. Con máy làm gì à? Đang tạo nụ đi lăn. Rồi hiện tại giờ là cây mã số 9 là cây cuối liếc nha cô chú. Dạ. Một cây dáng siêu lùng lực luôn. Chi cành đều cho cô chú anh chị. Cây thì già nua luôn. Đây nó có lỗi ở đây cũng chưa kịp xử lý nhưng mà không có mục nha. Con cạo ra cái chốc lớp ngoài là mình tha keo vô là ok rồi. Con sẽ báo cho cô chú anh chị mình gõ gì đó.
để cho cô chú anh chị ủng hộ nha. Bạn đưa cái thông số cây mã số 9 là cái cuối clip cho cô chú anh chị mình tham khảo, và con sẽ bán lô giao lưu lô cùng cô chú anh chị mình 28 điểm này nha cô chú. Nó đang ở trên trong cái đường kính bầu là 55 cô chú ơi. 28 điểm đó mà nở như này đi 36 nha cô chú. Cao nó là 1m2, xương tàn cũng đặc, thân ngang nó 1m nha cô chú. Cây này tết nay nụ nhiều, bông nhiều, đang đi nụ rất là nhiều. Đây cô chú anh chị mình thấy đây, nụ rất là nhiều, dừa luôn nha cô chú. Nụ khích dịch luôn nha cô chú nha. Dừa luôn, dáng hơi siêu siêu. Thì những hàng này thì lỗi nó có những cái mặt cắt ở đầu đỉnh thôi nha cô chú, hoặc là chân cành gì đó nha. Nhưng mà con bao một cho cô chú anh chị mình, cho cả nhà mình ha. Cây thì nó đang khỏe. Dạ. Rồi cây này là mã số 9 nha cô chú nha. Dạ rồi. Rồi cây mã số 9 này thì hôm nay Đức sẽ giao lưu một lô này là gồm 9 cây. Thì con sẽ đưa ra một cái mức giá là bao ship trong phạm vi 200 km đi bằng xe nhà luôn chậu nha cô chú. Còn nếu mà cô chú anh chị mình ở vùng ngoài thì cứ thương lượng giá cả tiếp cho anh Đức nha. Rồi thì giá con giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 52.500.000 con bao ship cho phạm vi 200 km nha cô chú. Dạ, 9 cây là 52.500.000. Cô chú anh chị ưng ý cái lô mai này thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Tuấn nha. Rồi số điện thoại của con Đức là 0777739626, cũng là số Zalo nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình cần thông tin rõ thì kết bạn Zalo với con sẽ bổ sung chi tiết cho rõ nha cô chú. Thì cuối clip Đức cũng không biết nói gì, chúc cho chị Phương cùng với cô chú anh chị mình mọi miền Tổ quốc được nhiều niềm vui tràn đầy sức khỏe nha, để ủng hộ Đức trong những clip vừa tới sắp tới để có động lực tìm những cây đẹp nha cô chú. Dạ, con xin chào cô chú anh chị mình ha. Dạ, em cảm ơn anh đã chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha.